Đây là bản Kỳ Lân đã kích tùm tất cả những phần chất liệu bên ngoài sau lưng này. Kỳ Lân đã thay ra và đưa vào băng vàng nguyên khối AU750. Tương tự, đây là bản lưng da là da cá. Thì Kỳ Lân sẽ thực hiện cái mẫu bao da này là cũng từ da cá. Trên mặt này có một cái lỗ tròn là vì lý do. Bây giờ Kỳ Lân sẽ active chiếc điện thoại này để cho chúng ta vào bên trong thêm xem giao diện. Thường thì khi mà active chiếc điện thoại thì Kỳ Lân sẽ bỏ qua tất cả những cái bước đăng nhập để cho điện thoại active một cách nhanh nhất. Sau đó chúng ta mới đăng nhập tài khoản vào để tránh trường hợp đồng bộ dữ liệu làm cho máy lâu khởi động active. Có một cái đồng hồ hiển thị trên cái thêm trên giao diện chính của màn hình điện thoại. Vì vậy ở đây Kỳ Lân có làm cái lỗ tròn ở trên cái bề mặt của bao da. Khi chúng ta cầm đi như thế này thì cái màn hình đồng hồ hiển thị ra cũng rất là sang, rất là lạ và rất là đẹp. Khi có thông tin chúng ta muốn xem phía trước thì chúng ta có thể là bấm để xem giờ ngày, thứ, ngày, tháng. Đó là những phiên bản mà tùy vào yêu cầu và tùy vào sở thích của quý khách và ý muốn của quý khách. Nếu như quý khách muốn là một mẫu bao da full, không có trống, không có lỗ tròn ở đây thì như thế này. Còn nếu như mình muốn có một cái lỗ tròn để mình xem có những cái không cần thiết, chúng ta sẽ nhấc điện thoại ra mà chúng ta chỉ nhìn vào màn hình để chúng biết được là ai nhắn, ai gọi hoặc là coi giờ, thì chúng ta sẽ không cần phải lấy điện thoại rời khỏi cái bao da mà chúng ta cứ giữ như thế này để bảo vệ điện thoại của chúng ta. Đây là bản Kỳ Lân đã kích tùm tất cả những phần chất liệu bên ngoài sau lưng này. Vốn dĩ vốn có Kỳ Lân đã thay ra và đưa vào băng vàng nguyên khối AU750 do Kỳ Lân kích tùm và chế tác với chuẩn hội ngoại và công nghệ nén vàng không bọt công xốp để tạo được vàng nguyên khối AU750 sáng bóng ánh hồng của vàng hồng logo này và những màu sắc họa tiết được Kỳ Lân thiết kế và đưa lên trên bề mặt của phần vàng này. Nếu như là phiên bản bằng vàng này thì chắc chắn rằng những cái bao da này Kỳ Lân cũng sẽ làm bằng vàng nguyên khối AU750. Còn bình thường thì là màu trắng hay là mẫu có sẵn ở ngoài thị trường như thế này thì rất là bất tiện khi sử dụng, phải cầm cái điện thoại xỏ từ trên xuống dưới mà thao tác cực cứng và lấy ra mỗi lần mà có điện thoại cái gì muốn xem điện thoại lấy ra thì rút ra cũng cực và thao tác rút vô cũng lâu, mà đôi khi lại trượt tay ra ngoài dễ bị rơi rớt nữa, rất là bất tiện. Vì vậy đó là những cái ý kiến của khách hàng và bản thân Kỳ Lân trải nghiệm nên là thấy rất là bất tiện. Vì vậy Kỳ Lân mới cho ra đời mẫu bao da này, cực kỳ tiện lợi, dễ sử dụng mà rất đẹp, sang tinh tế và show được cái phần hông, hai phần hông, hông trên và hông bên phải chính diện màn hình. Chúng ta nhìn vào sẽ thấy được, thao tác được và cầm rất là lịch lãm, tinh tế và vô cùng sang trọng, đẳng cấp và thượng lưu. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.